và chúng ta tiếp tục thấy đó là ngày hôm nay thì JP Morgan lại là ngân hàng JP Morgan <laughs> các bạn thấy được là ngân hàng mà có CEO Jamie Dimon nói là Bitcoin không có giá trị đó thì JP Morgan ngân hàng của ông ta thì nói là à, cái lý do tại sao mà giá cả tăng đó không phải là liên quan tới bịch ETF mà liên quan đến cái sự lo ngại liên quan đến lạm phát. Ai bây giờ cũng đang rất là lo lắng về vấn đề lạm phát thì biết rõ ràng là vấn đề lạm phát đã xảy ra trong vòng mấy tháng qua và không phải là tạm thời như là lời nói của chủ tịch của Fed, cục dự trữ công Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã từng nói là lạm phát là tạm thời. Tại vì lạm phát đó lý do tại sao mà giá cả tăng lên đó là tại vì cái chuỗi cung cầu của quốc tế nó bị tắc nghẽn vì liên quan dịch bệnh, những cái nhiên liệu nó không có tới được hay là những cái vật liệu cần thiết để mà ráp xe nó không tới được dẫn đến là tất cả những cái sản phẩm này tăng giá lên nhưng mà khi mà cái chuỗi cung cầu đó nó tốt hơn thì sẽ không có cái vấn đề lạm phát nhưng mà các bạn thấy được là không phải như vậy bây giờ càng ngày càng nhiều người hiểu rõ hơn là trong những năm tới đây phần trăm lạm phát sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng và những công ty đó họ lưu trữ rất là nhiều tiền mặt và họ rất là lo sợ vấn đề này các bạn cứ nghĩ đi các bạn lưu trữ giả sử như là các bạn lưu trữ là 100 triệu đô la tiền mặt trong công ty đi thì nếu như mà lạm phát là 5% thì qua năm sau thôi các bạn không làm gì hết các bạn đã lỗ 5 triệu đô la trong cái ngân sách các bạn rồi cho nên đây là điều mà rất nhiều người quan quan tâm đến nhưng mà nói tới Bitcoin ETF đó thì các bạn thấy được là thống kê đã có là cái quỹ đầu tư ProShare Bitcoin ETF đã chính thức trở thành cái quỹ đầu tư ETF đầu tiên trong lịch sử của tất cả quỹ ETF của Hoa Kỳ, đạt được 1 tỷ vốn hóa quản lý trong vòng 2 ngày. Xoán ngôi luôn cả cái quỹ ETF mà cực kỳ thịnh hành trước đây, đó chính là cái quỹ GLD cho vàng. Vàng á, trước đây phải tốn tới 3 ngày mới có thể đạt được là 1 tỷ vốn đầu tư, nhưng mà, Bitcoin ETF đó, là chỉ cần thời gian 2 ngày thôi Có một bạn comment thường cảm thấy được cũng có lý So sánh như vậy thì cũng không hẳn là một với một, Tại vì trước đây thì cái giá tiền đó, Thì cái giá trị của tiền nó thấp hơn Cho nên vàng tốn 3 ngày Nhưng mà 1 tỷ đó Trước đây thì có thể là đáng giá hơn 1 tỷ bây giờ Thường cũng đồng ý với cái suy nghĩ này Đây chỉ là một cách so sánh ngang hàng Cho các bạn dễ hiểu mà thôi Để các bạn thấy được là cái quỹ đầu tư ProShare ETF thành công cỡ nào Bởi đương nhiên À, cái quỹ đầu tư này thành công nên sẽ không phải là quỹ duy nhất các bạn thấy được là thông tin chính thức đã có từ bloomberg đó chính là cái quỹ etf thứ nhì đó chính là valkyrie sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ sáu nghĩa là ngày mai ở Hoa Kỳ chúng ta sẽ bắt đầu có quỹ thứ nhì và những gì mà thùng mới gì chia sẻ với các bạn đó thì các bạn đã thấy được là cái sự điều chỉnh là một điều mà chúng ta thấy là cũng à, hợp lý mà thôi ở cái thời điểm này khi mà chúng ta thấy giá tăng như vậy đó là điều mà thuận đã à, chia sẻ với các bạn nhiều lần trong vòng à, hơn một tuần qua và chúng ta thấy được đó là cách đây cũng à, vài tháng rồi đây là cái à, tài liệu lúc đó là bitcoin thường nhớ là khoảng chừng là 50.000 đô Lúc này là cái thời điểm là ngày 4 tây tháng 3 trước khi chúng ta có cái sự điều chỉnh mạnh từ cái mức là 65.000 xuống còn 29.000 đó. Thì lúc đó thường có chia sẻ với các bạn là thật đáng tiếc là không phải ai cũng có thể ho đồ và chứng kiến bịch kho 100.000 đô. Diamond hands my friend. Thì cái câu nói này lúc đó đó, lúc đó vẫn chưa có sự điều chỉnh mạnh thì tại sao lại nói cái câu nói này? Tại vì lúc đó đó ai cũng rất là phấn khởi trong thị trường này, ai cũng nói là chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến bịch một 100.000 đô. Lúc rồi giá bây giờ 50.000 đô thường lại không nghĩ như vậy không không biết là sẽ có cái vấn đề gì có thể dẫn đến là giá Bitcoin có cái sự rung lây mạnh, điều chỉnh mạnh đến nỗi mà nhiều bạn sẽ rời khỏi thị trường này nhưng mà không biết là sẽ có. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được đó là trên căn bản chúng ta nhìn vào một thống kê đi. Thống kê này đó để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn là thống kê này cho chúng ta thấy được là một phần trăm của những người giàu có nhất trên thế giới này nghĩa là những người mà có à, tài sản hơn một triệu đô la đó là một phần trăm của những người giàu nhất trên thế giới này là họ sở hữu 43 phần của tất cả tài sản trên thế giới một phần trăm của những người giàu nhất trên thế giới này sở hữu 43 phần trăm của tất cả tài sản trên thế giới có nghĩa là 99 trăm của số lượng người còn lại là họ phải chia nhau để có được 57 phần của tài sản còn lại và Chúng ta thấy được là những người mà có tài sản đó dưới 10.000 đô là chiếm tới tỷ lệ là 53, của thế giới nhưng mà họ chỉ sở hữu 1,4% của tất cả tài sản thế giới mà thôi Điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là các bạn thấy là rất rõ ràng là không chỉ riêng trong thị trường crypto mà trong bất cứ thị trường nào trong thị trường tài chính nói chung đó thì số đông sẽ đưa tiền cho số ít có nghĩa là chỉ một số ít làm giàu mà thôi chúng ta thấy được là tình hình thì giống như là chúng ta chia sẻ trước đây đó không phải cũng có thể chứng kiến ho đồ và chứng kiến mình 100.000 đô trên cái quãng đường Bitcoin lên 100 000 đô đó sẽ có rất là nhiều cảm bậy thì có rất là nhiều cái uh, điều xảy ra để tạo ra chủ yếu là để làm rung lây các bạn mà thôi để cho các bạn lo sợ và bán Bitcoin của mình, bán crypto của mình cho nên các bạn thấy được là cái uh, cách đầu tư trong thị trường này đó khá là đơn giản ngay cả ngày hôm nay đã thường thấy được là bài viết này của Peter Thiel cũng đã nói là lý do tại sao mà Peter Thiel trước đây không có đầu tư nhiều vào bitcoin đó tại vì uh, peter thiel đầu tư lúc nào cũng cần phải có một cái góc cạnh đây là một cái uh, lý do tại sao ông ta đầu tư tại vì ông ta biết cái gì đó mà người ta không biết một cái uh, bí mật nào đó mà người ta không biết thì peter thiel mới đầu tư nhưng mà nhìn lại đó thì thật ra là bitcoin cái bí mật cũng rất đơn giản mà thôi các bạn đầu tư về bitcoin lưu trữ bitcoin trong thời gian dài sau đó giá bitcoin tăng trưởng đó là điều mà Peter Thiel không ngờ đến cho nên mới nói là không đầu tư đủ với Bitcoin tại vì Peter Thiel nghĩ là ai cũng biết thì làm sao mà có được cái góc cạnh bí mật đó để có thể là kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng mà các bạn thấy được là trên căn bản đó lưu trữ Bitcoin không hề đơn giản nhưng mà nào mà tham gia vào trung bình giá và đầu tư lâu dài đó thì cũng đã biết rồi cái điều quan trọng nhất thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó chính là lòng tin và trên con đường lên 100 000 đô chúng ta sẽ có rất là nhiều những tin tức lo ngại rất nhiều cái thông tin gây cái sự lo ngại cho các bạn chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu khác đi thì các bạn thấy được là tình hình thì để thường refresh chân này lại tại vì hôm nay class no đó thường làm cái video cái thời điểm này thì cũng không giống thời điểm bình thường như là nó đã update rồi. Cái bài thường là Classno đã update tài liệu mới nhất ngày hôm nay. Thì sau cái đợt điều chỉnh này đó, chúng ta thấy được là cái đợt điều chỉnh đang có hiện bây giờ. Thì thống kê ngày hôm nay đó thì cái số lượng Bitcoin đang có lời giữa theo Classno đó là 96,6% vẫn nằm trong vùng màu đỏ. Các bạn thấy được là vẫn là cao chứ không phải là thấp đâu. Trên 85 là thường đã có cái sự lo ngại rồi. Chúng ta thấy được chúng ta tiếp tục thấy là trong mức cao mặc dù đã có sự điều chỉnh ngày hôm nay. Đây là điều mà thông muốn các bạn lưu ý. Cho nên chúng ta mới nói là điều chỉnh nó không thể tránh khỏi trong cái thời điểm này Không biết là khi nào như thường chia sẻ ngày hôm qua có thể xảy ra ngay tức có thể là chờ một thời gian Nhưng mà điều chỉnh nó điều chúng ta cần phải thấy nếu chúng ta muốn có cái sự tăng trưởng bền vững à, nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì thật ra các bạn thấy là Ether bây giờ vẫn hơn 4.000 đô lúc nào video này và so với lại Bitcoin đấy hôm nay Ethereum thì lại không có những dấu hiệu là nhiều Ether nạp lên rồi lại rút ra mà trên căn bản Hôm nay kết thúc đó. Đây là một thanh là một giờ. Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy là nhiều ether. Nếu như tiếp tục vậy thì sẽ thấy nhiều ether rời khỏi hơn là nạp vào. Xu hướng của Ethereum vẫn là đi xuống ngày, ngày càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn. Xu hướng của Bitcoin cũng như vậy, càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn. nguồn cung ngày lại càng giảm xuống. Và thường đã chia sẻ với các bạn là chúng ta thì bây giờ ít ra dựa theo những thông tin mình thường nhận được là có rất nhiều người quan tâm đến và muốn tích lũy thêm Bitcoin ở những mức này. Và chúng ta thấy được đó là một người trên Twitter Vahid Tushi đã chia sẻ đó là nhìn vào lịch sử mới thấy được là cái sự tăng trưởng Bitcoin kinh khủng như thế nào Các bạn thấy được là tốn Bitcoin đó 10 năm 10 năm để giá Bitcoin có thể đạt được 20.000 đô lần đầu tiên vào cuối năm 2017 Đó chính là cái phần này ở trên màn hình À, các bạn thấy và trong tháng này thôi, trong vòng cái tháng này thôi các bạn được đã có ngọn nến 20.000 đô rồi. Có nghĩa là ngọn nến tháng thời điểm bây giờ thôi là cao bằng cả lịch sử Bitcoin từ 0 đô đến 20 đô 10 năm liên tục. Có nghĩa là cái đỉnh của năm 2017 đó chỉ bằng một ngọn nến tháng của năm 2021 thôi. Các bạn có thấy được là cái sự tăng trưởng dài hạn của Bitcoin là nó kinh khủng như cỡ nào. Chúng ta nhìn một số những tài liệu khác đi. Thì đây là cái tài liệu rất là thú vị. Lark Davis đã từng chia sẻ trước đây nhưng mà lại chia sẻ trở lại và nếu chúng ta nghĩ đó, các bạn cũng đã biết uh, cái uh, tài liệu này rồi. Đây là một cách nhìn liên quan đến mùa tăng trưởng như thế nào. Đây là cái uh, take off có nghĩa là cái lúc mà giá cả bắt đầu tăng lên. Sau đó chúng ta thấy là cái đợt bán đầu tiên, rồi sau đó chúng ta thấy là một cái bảy có nghĩa là nhiều người sẽ nghĩ là bây giờ là giá sẽ coi như kết thúc của mùa tăng trưởng. Nhiều người sẽ tham gia vào để mà short hay là bán Bitcoin của mình nhưng mà sau đó giá lại tiếp tục có sự tăng trưởng chúng ta sẽ đến cái dùng kế tiếp là media attention nghĩa là sẽ có nhiều cái đài truyền thông nói về Bitcoin Kế tiếp nữa là mọi người sẽ phấn khởi hơn Kế tiếp nữa là nhiều người sẽ thanh lâm hơn Kế tiếp nữa là nhiều người sẽ mơ hồ hơn Rồi sau đó là chúng ta đạt đỉnh là New đàm Như người nghĩ là bây giờ chúng ta đã bước qua một cái thời đại mới rồi Nhưng mà sau đó giá lại đi trở xuống Đây là cái đỉnh của một cái phần tăng trưởng Chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm là phủ nhận vân vân Và chúng ta đi vào thời điểm là bull trap Có nghĩa là cái thời điểm này là Nhiều người nghĩ là giá sẽ hồi phục trở lại Nhưng mà thật ra chúng ta đã đi vào mùa đông rồi Thì trước đây anh thường đã từng chia sẻ những cái tài liệu tương tự thì uh, cái cộng đồng thường cáp video hầu như là chia ra 50 50 một số bạn nghĩ là chúng ta thời điểm mà giá đi từ cái mức đó là 65.000 xuống còn 29.000 một số người nghĩ là bull trap một số người nghĩ là bear trap có nghĩa là phần này và cái phần này nhưng mà bây giờ giá đã đi ngược trở lên và lập đỉnh mới ngày hôm qua thì đương nhiên cái lý thuyết bull trap đã bị phá vỡ tại vì bull trap thì đâu hay nào mà đạt đỉnh mới được thì có nghĩa là bear trap, có nghĩa là những người mà à, nghĩ là giá đi xuống đó đã bị trap cái thời điểm mà giá đi xuống từ 65.000 còn 29.000 sau đó đi ngược trở lên đó, thì nếu đó là sự thật thì chúng ta chỉ mới nằm ở cái phần này thôi và chúng ta có thể là đang ở cái mức là chúng ta bắt đầu sẽ thấy nhiều cái đài truyền hình media attention quan tâm đến bitcoin, rồi chúng ta thấy được là tinh thần là đường màu đỏ này sẽ tăng trưởng rất mạnh, có nghĩa là dựa theo Lloyd Davis nếu như là các bạn nghĩ là 65.000 xuống còn 29.000 là một cái bear trap thì chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng rất là mạnh từ đây đến cuối năm. Nhưng mà dù sau đi nữa đó các bạn cũng à, đã thấy được là tình hình là giá bây giờ là vẫn là 62.500 đô thì cách thường nhớ là chỉ có vài tuần thôi thường chia sẻ cái uh, suy đoán của Plan B là trong cái tháng 10 này đó giá Bitcoin có thể kết thúc ở mức là khoảng là 63.000 đô là cái mức thấp nhất rồi tới đó thường nhớ là tháng 11 là khoảng uh, 80.000 đô rồi sau đó là 100.000 đô vào tháng 12 Lúc đó nhiều bạn nói là chỉ cần 130 tháng đúng thôi là đã vui rồi Có nghĩa là 63.000 là đã vui rồi Các bạn thấy là bây giờ đã là 62-63.000 rồi Nhưng mà nhiều bạn vẫn không thấy vui Đó là cái lòng tham của con người Chúng ta thấy được là nếu giá Bitcoin xoay quanh cái mức 62-63.000 Từ đây đến cuối tháng cũng không phải là cái chuyện xấu đâu đó là điều mà chúng ta cũng muốn thấy một cái sự tích lũy bền vững để có thể tiếp tục tăng trưởng và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là hôm nay lại có một cái thông tin thông tin này cũng không biết rõ là cái tình hình là như thế nào rõ ràng hơn nhưng mà điều mà được nói đến trong bài viết này đó là bây giờ thì chính phủ trung quốc kêu gọi người dân bỏ phiếu để mà nói về cái việc là có thích hay là không thích À, cấm đào Bitcoin Trung Quốc. Các bạn thấy được là việc này đã xảy ra rồi cách đây mấy tháng hồi hè và đã dẫn đến là nhiều thợ đào rời khỏi Trung Quốc và họ qua nước khác rồi. Bây giờ hầu như là không còn ai đào Bitcoin Trung Quốc hết. Thì chúng ta thấy được là bây giờ nói ra thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy được là có thể là Trung Quốc đang nhận ra được đây là một cái lỗi rất là lớn không cho đào Bitcoin Trung Quốc, không những là không thể tiêu diệt được Bitcoin mà còn khiến cho giá Bitcoin tăng lên 100%. À, cái thời điểm là từ 29.000 lên tới 67.000 và không những như vậy mà mạng bitcoin ngày lại càng vững chắc hơn, có nhiều người đào hơn, tại vì bây giờ đã rời khỏi Trung Quốc và họ đào những nơi khác, thì có thể là bây giờ họ đang nhận được đây là cái lỗi rất là lớn, Như người nói đây là cái lỗi à, lớn nhất trong cái thập kỷ này, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi, nhưng mà có thể là Trung Quốc mượn cái cớ là nhiều người dân muốn đào bitcoin cho nên sẽ cho đào bitcoin trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái thông tin này và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là các bạn được giảm 5% khi mà tham gia vào sàn FTX và như thế nào mà muốn nhận bonus thì có thể nhận bonus từ sàn Moon SBT hay là các bạn có thể nhận cái bonus đến từ sàn Bybit và các bạn cũng có thể nhận được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên đến từ sàn Bybit và liên quan đến sàn Bybit và sàn Moon SBT đó các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu những thông tin liên quan tới group tính hệ trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những cái đối tác như là một sàn mà nhiều bạn đã quen thuộc trước đây đã trở lại đó chính là sàn Margin FX cũng như là sàn AscendiX hay là sàn Namroy Global những thông tin sẽ nằm trên màn hình các bạn có thể thấy được và bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US hoặc là các bạn có thể tìm hiểu những cái ứng dụng như là ứng dụng lending có lại BlockFi và bây giờ bonus vẫn là 250 đô và đương nhiên tục khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi một lần nữa rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn